Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt này, thì tôi lại mượn một câu chuyện mà Thượng nghị sĩ Rick Scott đã trả lời đài truyền hình Newsmax TV. Cuộc bầu cử này là sự chọn lựa giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Và ông đã lên tiếng khẳng định như trên. Quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem liệu cuộc bầu cử năm nay nó quan trọng như thế nào. Quý vị, Thượng nghị sĩ Rick Scott đã trả lời đài truyền hình Newsmax TV, cuộc bầu cử năm nay là sự chọn lựa giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử năm nay là quyết định chọn lựa giữa chủ nghĩa tư bản hoặc là sẽ trở thành chủ nghĩa xã hội. Ông Rick Scott đã nói với đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Hai, xuất hiện trong chương trình Newsline, vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở tại Florida nói rằng đây là cuộc bầu cử quan trọng, chúng ta có chọn lựa, chúng ta muốn tiếp tục với lại chủ nghĩa tư bản, chúng ta muốn có một thị trường tự do hay là chúng ta sẽ trở thành một xã hội chủ nghĩa, chúng ta muốn là chính quyền nói chúng ta cần phải mua cái gì và chúng ta cần mặc cái gì hoặc là chúng ta nói cái gì. Ông Scott cho biết là ở tại Florida chúng ta đã nhìn thấy được cái chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã thấy được những gì xảy ra tại Cuba, chúng ta đã thấy được những gì xảy ra tại Venezuela và chúng ta biết rằng nó rất tệ cho tất cả mọi gia đình. Để chuyện duy nhất mà quý vị có thể làm với những cái này là bỏ tất cả mọi người vào tù chỉ vì không tuân thủ những điều mà họ đưa ra. Và phát biểu trong ngày thứ Hai, trong cái việc mà liên quan tới vấn đề impeachment đối với lại ông Joe Biden thì ông nói rằng điều này nó cần phải có cái sự quyết định. Và trong đó thì ông cũng nhắc tới cái việc mà lễ khai mạc của đảng Dân Chủ Trung ương trên toàn quốc và nói rằng theo ông có 3 điều. Thứ nhất là một cái cuộc đảo chánh để mà xóa bỏ vai trò của Joe Biden. Thứ hai là tại sao họ không muốn có bức tường biên giới nhưng họ lại muốn tất cả sự an ninh xung quanh cái đại hội của họ để bảo vệ cho cái đại hội của họ. Và điều này cho thấy là đảng Dân Chủ đã đi chưa đủ xa với cái tinh thần đảng của họ. Quý vị, đây là lời phát biểu của ông Rick Scott đã trả lời trên đài truyền hình Newsmax TV và ông đã khẳng định đây là cái cuộc bầu cử được xem là một cuộc chiến giữa chủ nghĩa tư bản vốn làm nên một nước Mỹ vĩ đại và chủ nghĩa xã hội báo hiệu một cái tương lai của nước Mỹ sẽ mất dần tất cả tư thế. Thì quý vị, đây là cái cách nói chuyện, một cách lịch sự của ông Rick Scott đối với lại cái cuộc bầu cử năm nay. Và với tôi thì tôi cho rằng cuộc bầu cử năm nay, một cái ngôn ngữ rất bình dân, là cuộc chiến của những kẻ ăn bám và những người tạo ra tài sản. Quý vị, đa số chúng ta đều biết nước Mỹ này chúng ta đã đi từ cái chủ nghĩa tư bản. Ngay từ lúc lập ra cái nền Cộng hòa của nước Mỹ, chúng ta đã theo đuổi cái chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là chủ trương mọi người tạo ra tài sản, tự đứng trên đôi chân của mình, không nương nhờ bất kỳ ai, trong cái tinh thần gọi là độc lập và tự do. Độc lập là độc lập trong suy nghĩ của mình và tự do với những cái quyền của con người mà mình có được, từ cái quyền tự do về ngôn luận cho tới cái quyền tự do tự vệ cho chính bản thân của mình và gia đình. Quý vị, đây là cái gốc và cái nguồn gốc xuất phát của nước Mỹ sau khi mà nước Mỹ lập quốc. Và chính nhờ cái chủ nghĩa tư bản và cái tinh thần này mà nước Mỹ chỉ gần 300 năm lập quốc thôi, họ đã trở thành một trong những cái quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế, đứng đầu thế giới về quân sự, lãnh đạo thế giới là nhờ cái chủ nghĩa tư bản. Và cái chủ nghĩa tư bản này đã thay đổi toàn bộ cái hiện trạng trên toàn cầu. Trong suốt kể từ khi Mỹ lập quốc cho tới bây giờ, thì quý vị, hầu hết các quốc gia muốn có sự thịnh vượng đều phải đi theo chủ nghĩa tư bản. Đều phải đi theo chủ nghĩa tư bản thì cái đất nước đó mới thịnh vượng. Còn nếu những quốc gia nào mà đi theo cái chủ nghĩa xã hội thì chỉ có từ chết tới bị thương. Tại vì quý vị, cái bản chất của chủ nghĩa tư bản là mọi người tự phải làm việc và tạo ra tài sản của chính mình, chứ không ăn bám ai cả, không nương nhờ vào ai cả. Ngược lại, chủ nghĩa xã hội thì tất cả quyền lực nằm trong tay của cái chính quyền cai trị. Người dân phải sống ăn bám vào tất cả những chính sách của những kẻ cai trị. Họ được ban phát. Họ được ban phát, được ăn cái gì, được mặc cái gì, được nói cái gì, hoặc là cái gì không được. Thì quý vị,
họ nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cái chế độ cai trị. Còn chủ nghĩa tư bản thì chủ yếu không có sống dựa. Còn chủ nghĩa xã hội thì sống dựa rất là nhiều. Thì quý vị đã nhìn thấy từ Việt Nam qua tới Cuba, Venezuela, tất cả đều phải sống nương nhờ vào cái chế độ cai trị. Và kết quả của những chế độ này là những kẻ cai trị thì ngày càng giàu, còn người dân thì kiếm không ra miếng ăn. Thậm chí là có những người phải đi bới rác ở Venezuela để kiếm đồ ăn. Quý vị, Venezuela là một thí dụ điển hình. Trước khi mà Hugo Chavez trở thành tổng thống của Venezuela, đất nước này là một đất nước giàu có, đi theo chủ nghĩa tư bản. Và họ có rất nhiều tài sản giàu có, họ phát triển kinh tế rất tốt. Nhưng kể từ khi Hugo Chavez chuyển đất nước này từ một nền tư bản qua xã hội chủ nghĩa, cho tới khi ông ta chết qua đời và người kế vị ông ta là Nicolas Maduro, thì quý vị nhìn thấy đất nước Venezuela bây giờ trở nên thành một cái đất nước tan hoang, băng đảng hoành hành, rồi nghèo khó và gần như là lạm phát lên tới 200%. Đây là cái hình ảnh của xã hội chủ nghĩa. Thì quý vị, lý do mà ông Rick Scott nói như vậy tôi cũng cho là không sai. Bởi vì thật sự bây giờ quý vị, chúng ta đã bị xâm nhập rất nhiều những cái ý tưởng của chủ nghĩa cộng sản và được mệnh mang một cái tên khác tại nước Mỹ. Bản chất của nó là Marxist, tức là chủ nghĩa cộng sản. Nhưng khi mà nó vô du nhập vào Hoa Kỳ, do cái chữ cộng sản, nhiều người allergy, tức là nhiều người dị ứng với cộng sản. Do đó những kẻ đi theo cái chủ nghĩa cộng sản, họ dùng những cái tên khác đẹp hơn. Nào là dân chủ xã hội, nào là công lý xã hội, nào là đảng xã hội, vân vân. Họ dùng những cái tên rất đẹp, hay là liberty. Thì quý vị, những cái tên này nghe thì rất là đẹp, nhưng bản chất đều giống nhau. Tức là họ muốn quản trị và họ muốn kiểm soát toàn bộ xã hội. Và người dân phải sống ăn bám vào tất cả những điều ban phát của cái chế độ cai trị. Và quý vị thấy, bây giờ là chúng ta đã nhìn thấy rồi. Chúng ta đã nhìn thấy, chứng kiến trong 8 năm qua, những gì mà họ áp đặt lên người dân. Đầu tiên hết quý vị, họ sử dụng những công ty tư nhân để mà áp đặt tất cả những cái quy tắc tiêu chuẩn cộng đồng để giới hạn cái quyền tự do tư tưởng của người dân. Bởi vì họ không thể thực hiện cái đó thành luật được, bởi vì nó nằm trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Tu chính án số 1 nó nằm trong hiến pháp Hoa Kỳ, không ai cản trở được quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà quý vị, nó sử dụng tất cả các công ty mạng xã hội để nó kiểm soát tư tưởng của mọi người. Ai muốn phát biểu thì phải tuân thủ những quy tắc của họ. Tại vì đó là cái nhà của họ, đó là cái trang của họ, họ có quyền và họ không dính dáng gì tới tu chính án số 1 cả. Thì quý vị, họ sử dụng mạng xã hội để mà giới hạn tất cả quyền tự do ngôn luận của người ta. Thứ hai là quý vị, họ buộc tất cả người dân là phải tuân thủ những cái luật lệ họ ban hành. Trong đó quý vị thấy California, nó ra lệnh từ đây tới năm 2035, tất cả xe tại California đều phải chạy bằng điện, không được phép chạy bằng ga. Nó cấm hẳn sau năm 2035 là các xe chạy bằng xăng sẽ bị cấm cửa ở California. Tức là cái quyền mua những sản phẩm và sử dụng những sản phẩm đó bị giới hạn. Nó nằm trong tay của chính quyền cai trị. Và đây là những cái ý mà họ nhân danh làm môi trường. Rồi chưa kể quý vị, ở tại New York, quý vị đã thấy là họ áp dụng chính sách gì? Họ buộc tất cả các cái nhà hàng, các cái cửa tiệm là không dùng khí gas, không dùng than đá ở tại New York. Và quý vị thấy điều gì xảy ra? Nhiều nhà hàng, nhiều cửa tiệm đóng cửa, tại vì họ áp đặt những luật lệ này. Họ bắt tất cả mọi người phải tuân theo, theo cái ý tưởng của họ. Đây là cái cách mà gọi là kiểm soát của cái chế độ cai trị. Kiểm soát của chế độ cai trị chưa hết quý vị, họ lại đưa ra những cái chính sách mà được xem là gây nguy hiểm cho người dân. Từ cái việc mà no bail, tức là không đóng tiền bail, cho tới cái việc mà những cái vụ trộm cắp dưới 950 Mỹ Kim được xem là tội tiểu hình, không bị ở tù. Cho tới những cái thúc đẩy những cái gọi là defund police, tức là giảm đi quyền hạn của cảnh sát, tăng rất nhiều những quy tắc gây khó khăn cho nhân viên công lực. Và đối phó với tình trạng tội ác trong cộng đồng, người ta đều không biết phải làm cách nào. Thậm chí quý vị, nó còn lật ngược tất cả những cái nền móng của nước Mỹ thành một cái chuyện rất là trơ trẽn. Từ một người nhân viên công lực gìn giữ an ninh trật tự xã hội trở thành tội phạm bị kết án rất nặng. Một kẻ là tội phạm thì được vinh danh làm anh hùng.
được ca ngợi làm anh hùng. Thì các vị, chưa hết, những người mà dân bình thường khi mà nhà cửa của họ bị xâm phạm, họ sử dụng vũ khí để bảo vệ thì họ lại bị kết tội. Còn những tên xâm phạm vào trong nhà của họ thì lại được bồi thường và được trả tự do. Không những trả tự do, nó còn kiện lại, nó kiện chủ nhà, nó đòi bồi thường nữa. Thì các vị, tất cả nền móng xã hội bị lật đổ. Cái nền móng căn bản của xã hội đều bị lật đổ, đi theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Và khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, cái điều nguy hiểm nhất của nó là sự chia rẽ. Nó chia rẽ tất cả các tầng lớp trong xã hội. Nó chia rẽ tất cả những cái giá trị của gia đình. Thì các vị thấy, bây giờ nó áp dụng chính sách gì? DEI, tức là công bằng, hội nhập và đa dạng. Và chính sách này là gì quý vị? Nó phân biệt từng chủng tộc. À, mỗi chủng tộc được một mớ người vô làm việc. Tức là cái chính sách này nó dựa trên chủng tộc nhiều hơn, chứ nó không dựa trên tài năng. Thì quý vị, nó làm cho tất cả các chủng tộc bắt đầu có những cái sự đối đầu với nhau. Thay vì xưa nay chúng ta sống chung hòa thuận, ai có tài lên làm ngồi cái ghế đó. Đằng này thì bây giờ quý vị, nó chọn lựa theo cái kiểu gọi là mỗi một chủng tộc phải có một số người ở trong một cái vị trí nào đó. Và nó khiến cho cái sự gọi là tranh giành giữa các chủng tộc và phân biệt của các chủng tộc bắt đầu hiện rõ hơn. Tức là nó chia rẽ các tầng lớp trong xã hội. Chưa hết, nó còn chia rẽ trong gia đình. Quý vị thấy bây giờ chúng ta chứng kiến được cái gì? Chúng ta chứng kiến được con cái nó hỗn láo với cha mẹ. Chỉ vì cái quan điểm chính trị. Từ xưa tới nay đâu có đâu quý vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang chứng kiến được gì? Cha mẹ nói chuyện với con cái là tuyệt đối không nhắc tới chính trị. Tại vì nhắc tới chính trị là sẽ có màn gây lộn, chửi lộn, thậm chí là có những cái lời lẽ gây tổn thương sẽ xuất hiện. Ở đâu ra mà bây giờ nó xảy ra như vậy? Nó từ cái hệ thống giáo dục. Nó từ cái hệ thống giáo dục và mấy đứa nhỏ nó được dạy ở trong trường bởi những cái tư tưởng cấp tiến cực tả này. Nó không còn cái sự tôn trọng tối thiểu với cha mẹ nữa. Cứ ai nghịch ý nó là nó sẵn sàng có cái phản ứng rất mạnh. Thì quý vị, đây là một trong những cái sự chia rẽ mà tôi nói là sự chia rẽ trong cả gia đình. Chủ nghĩa xã hội, nó là chủ yếu, cái mục đích của những kẻ cầm quyền là gì? Chia ra để trị. Tức là phân tán nhỏ ra để trị. Cái này là nó đúng bản chất của Cộng sản luôn. Quý vị còn nhớ, những ai là nạn nhân Cộng sản đã sống với cái chế độ Cộng sản đều thấy. Nó lợi dụng hàng xóm giám sát lẫn nhau, nghi kỵ lẫn nhau và tố cáo lẫn nhau. Đây là cách Cộng sản cai trị ở cái quốc gia của họ. Thì bây giờ quý vị, tương tự như vậy, họ áp dụng ngay trên mạng xã hội, họ áp dụng ngay trong xã hội của Hoa Kỳ. Tức là hàng xóm tố cáo mình, rồi mình có viết cái chữ nào lên trên mạng xã hội là nó canh nó tố cáo với lại các công ty mạng xã hội để mà bịt miệng mình hoặc là trừng phạt mình. Quý vị, cái hành động của xã hội chủ nghĩa nó rất rõ nét. Và đó là lý do tại sao mà ông Discord nói Venezuela, Cuba. Thì bây giờ chúng ta đang chứng kiến nó đang phát triển tại Hoa Kỳ. Và do đó ông nói rằng cái cuộc chiến này là cái cuộc chiến giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Còn tôi thì gọi đây là cuộc chiến của những kẻ ăn bám và những người tạo ra tài sản. Tại vì đa số những kẻ đi theo cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đều là những kẻ không thích làm việc, thích ăn bám và thích ăn sử dụng tài sản của người khác nhiều hơn. Tức là nó ngồi nhà, nó không muốn đi làm, nhưng mà vẫn được muốn hưởng đầy đủ tất cả những quyền lợi, phúc lợi của người dân. Trong khi bản thân nó không tạo ra tài sản, chỉ ăn bám xã hội, ăn bám những cái tiền về an sinh xã hội, ăn bám những cái tiền thất nghiệp, rồi sau đó lại lén lút đi làm riêng, lấy tiền mặt bỏ túi, thay vì phải đóng thuế. Rồi quý vị, bên cạnh đó là nó cứ viện cớ là mình nghèo, phải được ưu đãi. Nếu mà nghèo thật sự do cái bối cảnh của cái cộng đồng, bối cảnh của xã hội thì chúng ta không trách. Nhưng mà nghèo do làm biếng thì chúng ta không thể chấp nhận được. Trong khi những người khác họ làm cận lực, nhất là những quý vị thấy ở Mỹ này, là những người mà khá giả, họ làm tối thiểu là 10 tiếng một ngày. Có những người phải làm 7 ngày một tuần để duy trì cái kinh tế gia đình được dồi dào hơn. Được dồi dào hơn, được khá hơn. So với một kẻ đi làm có 3-4 tiếng đồng hồ, nghỉ việc, về nhà đi chơi, đi ăn nhậu, rồi đi chơi bời, rồi cứ nói là mình nghèo, cứ than là mình nghèo. Thì quý vị, mình so sánh mình thấy rất là rõ ràng.
ngoại trừ những cái khu vực cộng đồng mà nó xuất thân nghèo khó ở khu vực đó, toàn bộ khu vực đó thì mình không nói. Nên mình không nói là nó cần cái người lãnh đạo giỏi để cải tạo cái cộng đồng đó trở thành một cái cộng đồng thịnh vượng. Thì quý vị, đằng này đa số thành phần nghèo khó, đa số thành phần nghèo khó là những người đã không có tốt nghiệp được cái bằng đại học để có được một đời sống khá hơn. Thứ hai là họ ham chơi nhiều hơn là họ thích làm vài tiếng đồng hồ rồi đi chơi thôi. Chính vì vậy họ xài hết tiền rồi làm sao họ giàu được. Và những thành phần này thì thích ăn bám lắm, tức là chỉ muốn vui chơi thôi, không muốn chịu trách nhiệm xã hội. Và quý vị, thành phần này ủng hộ cho Đảng Dân Chủ rất đông. Họ ủng hộ cho Đảng Dân Chủ rất đông bởi vì Đảng Dân Chủ đem tới những cái quyền lợi cho họ, lấy tiền của người khác, tức là đánh thuế những người khác khá giả để lấy tiền nuôi họ bằng cách này hay cách khác. Do đó tôi gọi đây là, ông Rich Scott thì gọi là xã hội chủ nghĩa, tôi gọi đây là xã hội của những cái ăn bám và sống dựa. Cho nên quý vị, đây là cái cuộc chiến một mất một còn. Nước Mỹ trở thành một quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế, đứng đầu thế giới về quân sự, lãnh đạo thế giới là nhờ người dân Mỹ siêng năng. Họ tự đi làm, họ tạo ra tài sản chính mình. Chứ không phải là trên trời rơi xuống. Do đó quý vị, cái xã hội Mỹ từ xưa tới nay, từ lúc lập quốc cho tới bây giờ, nước Mỹ đã có sự thịnh vượng là nhờ cái điểm này. Bây giờ nó đẩy mấy cái đứa nhỏ Gen Z vào tình trạng ăn bám cha mẹ nhiều hơn. Rồi nó đẩy những cái người mà gọi là bắt đầu cái tuổi trưởng thành đó, thay vì siêng năng đi làm, siêng năng đi học để có được cái mảnh bằng với cái đồng lương tốt hơn, thì họ đẩy những kẻ này đi vào tình trạng là làm nửa chừng xuân, rồi vui chơi, giải trí vui chơi. Và kết quả những người này vẫn lâm vào nghèo khó, vẫn lâm vào nghèo khó, không có thoát được. Và họ lại ban phát thêm cho một chút những cái tiền này tiền kia, là họ duy trì được lá phiếu của những người này. Và những người này thì chỉ muốn thêm có một vài trăm của cái tiền hỗ trợ chuyện này chuyện kia, sẵn sàng bỏ phiếu cho họ. Và những người này gần như là họ làm biếng. Thay vì họ làm một job, hai job, ba job để tạo tài sản cho chính bản thân của mình, thì bây giờ phải đi sống dựa, phải đi thuê, rồi sau đó tranh đấu cho cái quyền lợi của người thuê nhà, tranh đấu cho cái quyền lợi của cái đồng tiền lãnh từ chính phủ. Quý vị, xã hội chủ nghĩa nó đang tàn phá tất cả mọi gia đình. Nó làm cho cha mẹ con cái không còn có sự thuận hòa. Nó làm cho xã hội có sự phân biệt đối xử rất là nhiều giữa các tầng lớp với nhau, giữa các chủng tộc với nhau. Và nó làm cho tất cả mọi người mất dần tài sản. Ai mà làm lương cao bị đánh thuế thời gian là coi như gục, mất hết tài sản, quay trở về nguyên dạng, trở thành nghèo khó. Và quý vị, nó sử dụng tất cả những cái phương thức này để nó chiếm cái quyền lâu dài. Bởi vì trong một cái xã hội, người giàu không được bao nhiêu cả, 5-10% là tối đa, 90% còn lại là người nghèo. Và chỉ cần nắm lá phiếu của người nghèo, tiếp tục ban phát cho họ là họ vẫn nắm được quyền. Đây là cái cách của xã hội chủ nghĩa và nó tàn phá nhiều quốc gia lắm. Không phải chỉ có Venezuela hay là Cuba đâu. Quý vị nhìn thấy Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam, nếu mà nó không chuyển qua cái gọi là kinh tế thị trường, nó vẫn nằm trong xã hội chủ nghĩa, thì bây giờ cũng không khác gì Venezuela, không khác gì Cuba cả. Không khác gì Cuba cả. Nhưng mà nó chơi cái trò pha trộn, tức là nó bắt đầu chuyển hướng. Một mặt nó vẫn muốn nắm quyền, một mặt khác nó khai triển cái nền kinh tế tư bản, nó mới duy trì được. Còn những nước mà như là Venezuela, vốn là một nước giàu có, bây giờ trở thành nghèo khó, là từ một xã hội tư bản trở thành một xã hội chủ nghĩa. Thì quý vị, những điều này nó đang hiện ra ở nước Mỹ. Nó đang hiện ra ở nước Mỹ và đặc biệt là những cái tiểu bang Blue State. Quý vị thấy những chính sách xã hội chủ nghĩa nó đã được áp dụng. Nó đã được áp dụng và gần như chúng ta đang đối diện với một cái tình trạng đe dọa bởi xã hội chủ nghĩa. Đó, quý vị thấy ông Trump đưa ra cái câu là MAGA, Make America Great Again, làm cho người Mỹ vĩ đại trở lại. Rồi thì Kamala Harris đưa cái gì? We are not going back. Ủa, mình đang trong cái xã hội chủ nghĩa tư bản, bây giờ không quay trở lại chủ nghĩa tư bản thì đi đâu? Xã hội chủ nghĩa cộng sản hay là thế giới thứ ba? Quý vị, rất rõ ràng, tức là họ muốn transform.
họ muốn transform xã hội Mỹ giống như là những quốc gia tôi vừa nói để họ nắm quyền lâu dài. Quý vị thấy từ Hugo Chavez tới Maduro, Maduro cầm quyền năm 2013 tới bây giờ vẫn còn cầm quyền, và trước đó là Hugo Chavez, thì quý vị 20 năm, tức là họ biến dân nghèo khó, họ biến đất nước trở thành sao chủ nghĩa, họ nắm quyền lâu dài hơn, và cuối cùng cái việc nắm quyền này họ trở thành những kẻ giàu có, tài sản của họ đếm không hết, trong khi đó người dân kiếm ăn không ra. Chủ nghĩa xã hội là như vậy, và bây giờ những kẻ đang nằm trong Quốc hội Hoa Kỳ, những kẻ cực tả, nó muốn như vậy. Miệng thì nó nói những cái ngôn ngữ rất là tốt đẹp, thúc đẩy những nghị trình được xem là có cái ý nghĩa tốt đẹp, nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy chúng ta càng lúc càng bị trói buộc, tức là nó áp dụng luật lệ nhiều hơn, trói buộc nhiều hơn, và cuối cùng chúng ta bị đẩy vào cái thế phải lệ thuộc vào cái guồng máy cai trị, phải lệ thuộc vào các cái công ty mạng xã hội để mà chúng ta có thể tiếp tục nói tiếng nói của mình, nhưng mà phải tuân thủ các quy tắc của những trang mạng xã hội. Đi ngược lại là nó cắt cổ ngay, và chúng ta bị đẩy vào một con đường, một cái hướng đi không còn tự do, không còn suy nghĩ độc lập nữa. Mà đây là hai cái, nó là cái căn bản chính làm nên nước Mỹ: sự độc lập trong suy nghĩ và cái quyền tự do làm ăn buôn bán, tự do chọn sản phẩm, tự do đi lại. Thì quý vị, tất cả những cái này dần dần bị tước đi hết. Ngay bây giờ quý vị mà phát biểu những cái gì mà không đúng với lại cái quy tắc của mạng xã hội là nó xóa ngay, nó bịt miệng ngay. Cái quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình gần như là bị kiểm soát bởi mạng xã hội. Rồi quý vị, bây giờ chúng ta muốn mua món gì, muốn sắm món gì, nó cũng đều nhân danh là môi trường, nó cũng đều nhân danh là bảo vệ môi trường. Nó ngăn cấm chúng ta không được mua những món hàng đó. Rồi nó áp đặt các công ty là phải giảm đi tất cả những cái nguồn năng lượng mà nó cho là gây ô nhiễm môi trường. Cuối cùng nó làm cho các công ty thua chỗ, nó làm cho các công ty suy yếu. Và kết quả quý vị, những công ty này, một là đóng cửa, hai là chạy qua nước khác mở công xưởng để xuất cả ngược lại Hoa Kỳ, nhằm tránh tất cả những cái trò áp đặt này. Quý vị, đây chính là cái mà tôi nói với quý vị, là chúng ta đang đối diện với một cuộc chiến xã hội chủ nghĩa hay là tư bản. Đây là lời phát biểu của ông Rick Scott. Tôi thì cho rằng đây là cuộc chiến của những kẻ ăn bám và những người tạo ra tài sản. Những người tạo ra tài sản là những người đứng trên đôi chân của mình. Và khi đã có, mình có đủ tài sản, mình có dư giả, mình mới giúp người khác được. Còn cái này quý vị, nó áp đặt. Quý vị có đứng được hay không đứng được, quý vị cũng phải xì tiền ra, nó gọi là fair share, tức là chia sẻ sự công bằng. Nó bắt tất cả những người có chút đỉnh tiền bạc phải đóng thuế nhiều hơn. Một cái hình thức Robin Hood, cướp giàu tế nghèo. Và quý vị, chúng ta đâu thể nào sống trong cái xã hội mà suốt ngày chỉ chờ người khác giúp mình, trong khi tự mình phải đi giúp người khác được. Mà muốn giúp người khác mình phải có tài sản, mình phải đứng được chứ. Chưa đứng được làm sao đi giúp người khác. Nó lật ngược toàn bộ cái xã hội Mỹ lại. Đây là một trong những cái điều mà tôi cho là rất nguy hiểm cho xã hội Mỹ. Và cái thế hệ Gen Z bây giờ nó bị brainwash, nó bị tẩy não, gần như là nó đi theo cái suy nghĩ này. Gần như là nó đi theo cái suy nghĩ này là phải áp đặt những cái luật lệ để bảo vệ môi trường, là phải có những cái luật lệ để ưu đãi cho những kẻ mà xa cơ thất thế. Quý vị, nói là ưu đãi cho những kẻ xa cơ thất thế, nhưng thật ra cái quyền ưu đãi này nó bao hàm rất tất cả mọi thứ, kể cả những kẻ làm biếng cũng được ưu đãi luôn. Đó, quý vị thấy nổi cái hành động mà xóa nợ sinh viên của Joe Biden. Quý vị đã thấy, chúng ta vay tiền đi học thì chúng ta phải trả. Bây giờ được xóa nợ thì đương nhiên cái đám này vỗ tay. Trong khi đó quý vị, nó tốt nghiệp đại học là nó đã có một cái mức lương trung bình rồi, không còn nghèo khó nữa rồi. Trong khi đó quý vị, những người sống dưới mức nghèo khó, những người sống dưới mức nghèo khó ở những cộng đồng thì họ lại không được giúp đỡ ABCD. Và khi mà đi xin những cái dịch vụ của chính phủ, họ lại không qualify. Trong khi những tên di dân bất hợp pháp thì được chăm sóc y tế miễn phí ở Cali. Trong khi những người đi làm mà lương thấp thì phải gia nhập chương trình Obamacare, chuyện này chuyện kia, để được chăm sóc y tế. Còn nếu không là không được. Hoặc là lương cao hơn chút là phải tự mình đi mua bảo hiểm, không hưởng được một cái gì cả, trong khi tiền thuế mình vẫn đóng.
Còn những tên di dân bất hợp pháp bước chân vào Mỹ một cách bất hợp pháp rồi, bây giờ được chăm sóc y tế miễn phí. Quý vị, gần như là nó áp dụng những cái chính sách khiến cho nhiều người mất dần tài sản. Và kết quả, những kẻ được hưởng là những kẻ di dân bất hợp pháp, những tên làm biếng, những tên ăn bám và những tên sống dựa thì nó được thoải mái lắm. Trong khi chúng ta làm gần chết, thuế thì đóng nặng. Và nhiều khi có những cái chương trình của chính phủ chúng ta đều không được hưởng mặc dù chúng ta đóng thuế đầy đủ. Bởi vì nó quy định, ô, anh có lợi tức cỡ này, anh không được hưởng. Đại khái như vậy. Quý vị, cái kiểu này nó làm cho dần dần người dân mất hết tài sản, sống lệ thuộc nhiều hơn. Và một dân tộc sẽ không khá nổi khi sống lệ thuộc quá nhiều. Nước Mỹ không phải như vậy. Nước Mỹ là chủ nghĩa tư bản đứng đầu trên thế giới. Và tới ngày hôm nay nước Mỹ vẫn đứng đầu thế giới. Bây giờ mà transform thành một cái xã hội chủ nghĩa thì không tới một thập niên nữa quý vị, nước Mỹ biến mất luôn. Đây là cái giá chúng ta phải trả khi mà chúng ta không nhìn rõ cái xã hội chúng ta đang sống là cái gì. Và Rick Scott nói, cuộc chiến một mất một còn. Chúng ta phải có sự chọn lựa. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!